Sài Gòn, một thành phố dường như không bao giờ ngủ, và mỗi khi đêm về thì sông Sài Gòn càng trở nên lung linh và lộng lẫy hơn với những ánh đèn rực rỡ. Và rất là thú vị nếu chúng ta khám phá hết những nét đẹp riêng ấy của Sài Gòn đêm với cảnh bồng bềnh và lãng mạn trên sông nước giữa chốn đô thị phồn hoa. Wow, chỉ một vài bước chân từ con đường lớn Nguyễn Tất Thành mà Quang Hùng đã cảm thấy dường như đã bỏ lại một Sài Gòn ồn ào tấp nập sau lưng để đến với một không gian hoàn toàn khác. Chúng ta có thể thấy một khung cảnh tuyệt vời cùng với bến Nhà Rồng cũng như con thuyền bồng bềnh trên sông. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too. Bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh từ lâu được xem là địa điểm tập trung đông các nhà hàng trên sông và ẩm thực trên sông độc đáo. Nhộn nhịp nhất là khi trời về đêm, các nhà hàng trên sông lên đèn, khoác tấm áo lộng lẫy mời chào du khách trong và ngoài nước lên tàu và thưởng thức ẩm thực trên sông. Hiện nay có khoảng 5 con tàu hoạt động thường xuyên và tập trung với hàng trăm lượt khách mỗi ngày trên bến Bạch Đằng, tạo nên bầu không khí vui vẻ và nhộn nhịp trên sông. Dưới lòng một thành phố được xem có nền kinh tế phát triển nhất nước với bao sự ồn ào và náo nhiệt, thì việc tận hưởng không gian yên bình trong khung cảnh lãng mạn bên cạnh một con sông hiền hòa như thế này sẽ làm cho nhịp sống trở nên nhẹ nhàng hơn, tạm quên một Sài Gòn hối hả để hòa mình vào thiên nhiên êm đềm giữa lòng thành phố. Raindrops keep falling on my head. Quả thật là không khí trên tàu rất là tuyệt vời, với âm nhạc rất là hay và các món ăn rất là ngon. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với một vài người bạn để xem cảm giác trên tàu của họ như thế nào nhé. Oh, hello. Nice to meet you. Yeah. Andrew. Yeah, yeah. Yeah. Hello. Hi, chào bạn. Like yeah. Okay. Okay. See ya. Xin chào bạn, ngày hôm nay thì bạn thưởng thức ẩm thực với ai vậy ạ? Dạ thưa, hôm nay em đi cùng với bạn trai. Vậy thì đây là lần đầu bạn tới đây đúng không ạ? Dạ thưa anh, hôm nay là lần đầu tiên mà em có cái trải nghiệm đi ăn trên sông giống như vậy. Vậy thì cái cảm giác của em khi ngồi trên một chiếc du thuyền và thưởng thức ẩm thực thì như thế nào ạ? Dạ, chỉ gói vào trong hai từ thôi, rất là tuyệt vời. Trong rất là nhiều hình thức để mà chúng ta lựa chọn giải trí thì tại sao bạn lại lựa chọn là ẩm thực trên sông để mà cho một cái buổi tối rất là lãng mạn như thế này? Dạ, tại vì là ở cái nhà hàng này nó có cái view rất là đẹp, không khí rất là thoáng mát, dễ chịu, và đồ ăn rất là ngon. Chúng ta có thể dễ dàng trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên sông nước ngay giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Đây là một loại hình thưởng thức ẩm thực mới đem đến nhiều cảm giác thú vị và đặc biệt. Một không gian sông nước hữu tình với những khoảnh khắc thật lãng mạn, hạnh phúc và ý nghĩa. Có thể thấy thì căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu rất là lãng mạn và cổ điển. Và chắc chắn là Quang Hùng sẽ tìm một góc nào đó để thưởng ngoạn không gian nơi đây. Thật thì không gian nơi đây rất là tuyệt vời, phải không quý vị và các bạn? Nếu mà các bạn có những cái cuộc hẹn hò hay là bất kỳ cuộc gặp gỡ nào thì Eliza là một điểm hẹn rất là lý tưởng. Could I be
Ẩm thực Elisa phong phú và đa dạng với đầy đủ các món ăn Âu Á Hoa được chế biến công phu đặc sắc từ các đầu bếp danh tiếng với nguồn hải sản tươi sống cho những món ăn cầu kỳ. Nơi em nhìn thấy những cái món ăn ở đây được trình bày rất là đẹp cũng như là cái cách chế biến rất là công phu. Không biết là anh có thể giới thiệu sơ về những món ăn này không ạ? Ok, dạ. Giới thiệu nha. Mình chủ yếu là dân đảo xài cái căn nóng Pháp dầu Pháp là nước Pháp nhập khẩu. Là gan ngỗng được nhập khẩu từ nước Pháp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái sốt là tôi mình vào Elisa xài cái xoài gỗ Việt Nam. Có nghĩa là trái xoài và một nguyên liệu có thể dễ dàng tìm kiếm ở Việt Nam. Đúng rồi. Dạ. Không biết là cái món này được gọi là món gì vậy? Cái này là ghé nướng phô mai. Còn cái này là gì vậy? Căn nướng Pháp sốt xoài. Gan ngỗng Pháp sốt xoài Việt Nam. Rất là thú vị và bây giờ thì Hoa Hùng sẽ thưởng thức ngay hai món này. Ẩm thực Sài Gòn thì không còn gì để bàn cãi nữa. Có ở khắp mọi nơi, đường lớn, đường nhỏ, từ góc phố cho tới nhà hàng. Và mang đi hay ngồi tại chỗ đều rất là hấp dẫn. Nhưng ngày hôm nay thì Quang Hùng muốn trải nghiệm một cái cảm giác khác hơn, đó chính là ẩm thực trên một chiếc du thuyền. Ẩm thực trên sông rất là thú vị, nhưng mà các bạn hãy khoan trời mắt nhé, bởi vì Quang Hùng sẽ dẫn các bạn đến một không gian thú vị hơn. Đó chính là những trải nghiệm ngoài trời đầy thú vị trên chiếc du thuyền. Và từ đây thì chúng ta có thể nhìn ngắm một Sài Gòn lung linh rực rỡ nhiều ánh đèn màu. Ai bảo rằng Sài Gòn chỉ có tấp nập, còn rất là lãng mạn nữa nhé. Elisa được thiết kế với thân tàu cao cho du khách được phóng tầm nhìn xa hết cỡ, ngắm nhìn quang cảnh thành phố thênh thang, rộng lớn và bao quát. Ngày hôm nay thì em được cảm nhận cái không khí trên tàu rất là tuyệt vời. Anh có thể cho em biết sự khác biệt lớn nhất của con tàu này so với các con tàu khác là gì ạ? Đây là con tàu do công ty Hào Huy tôi thiết kế và đóng. Mà không hề sao chép bất cứ một thiết kế của một chiếc tàu nào trên thế giới. Cho nên đúng như cái lời nhận định của ngài Uzi Gasti là phó chủ tịch toàn cầu tập đoàn Fashion TV đã đến tàu, ông ta đánh giá đây là con tàu độc đáo nhất trên thế giới, ông ta chưa từng gặp. Tiếp tục, đây là con tàu mà sức chứa của nó lớn nhất trong số các tàu nhà hàng Việt Nam có thể tiếp nhận cùng một lúc 1.000 khách. Trên con tàu này chúng tôi thiết kế hệ thống thang máy và đó cũng là một điều rất là hiếm hoi đối với các phương tiện thủy. Và anh cũng ngồi đây, các chú nhìn thấy là có ba cánh buồm. Ba cánh buồm này cũng là chúng tôi tự thiết kế nên mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Ban đêm được hệ thống ánh sáng chuyên dùng chiếu lên và nó tạo một sức cuốn hút rất mạnh mẽ đối với khách hàng. Em còn quan sát nó có thể đổi màu đúng rất là đặc biệt đúng không ạ? Và từ xa người ta đã nhìn thấy nó và tạo một cái sự tò mò. Và anh cho em hỏi thêm là vào mùa cao điểm á, thì có trên tàu mình có điều gì thú vị ạ? Vào mùa cao điểm thì trên con tàu này rất nhộn nhịp. Có những lúc có 5-6 bảy tiệc tổ chức cùng một lúc. Bởi vì trên con tàu này có 5 tầng, có rất nhiều không gian khác nhau để khách hàng lựa chọn và trải nghiệm. Ngoài cái số khách hàng đặt tiệc đấy lại còn có những khách ăn à la carte như anh thấy đây. Cho nên con tàu trong những ngày cao điểm thì hết sức nhộn nhịp và tốc độ. Và là chủ của một con tàu thì anh mong đợi đem lại điều gì cho khách hàng ạ? Khách hàng đầu tiên đến con tàu là để khám phá. Nhưng chừng đó thôi thì chưa đủ. Bởi vì nếu chỉ để khám phá, khách hàng có thể đến 1-2 lần sẽ không quay trở lại. Nếu như chất lượng dịch vụ không tương xứng.
cái điều mà chúng tôi tâm đắc muốn nói đến là chúng tôi hết sức nỗ lực để nâng cấp, phát triển dịch vụ tương xứng với sự mong đợi của khách hàng. Chúng tôi chăm sóc khách hàng bằng sự chu đáo, tỉ mỉ, tận tâm. Bên cạnh đó, món ăn chúng tôi không ngừng cải tiến và chúng tôi đã sáng tạo ra rất nhiều món ăn mà được khách hàng đánh giá cao. Và kết quả là tàu chỉ ra hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã nhận được danh hiệu bình chọn là nhà hàng được bình chọn xếp hạng nhất trong top 5 nhà hàng đạt chuẩn hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì em được cảm nhận cái không gian rất là tuyệt vời ở trên tàu. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Hồi nãy thì quan sát cái phần trình diễn của bạn thì Quang Hùng cảm thấy rất là thú vị. Không biết là để trình diễn được như vậy thì có mất nhiều thời gian học tập không ạ? Cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu Hùng nói vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho Hùng pha cocktail ngay tại tàu Elisa. Wow, vậy rất là tuyệt vời. Mình bắt đầu đi ha. Đầu tiên mình làm gì ta? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho Hùng và hướng dẫn cho Hùng pha một ly cocktail gọi là Bacardi cocktail. À, Bacardi cocktail hả? Xong một món thức uống rất là ngon lành đúng không? Vậy là xong. Bây giờ chúng ta có thể thử. Quả thực là cũng không có khó lắm để mà trải nghiệm một cái thức uống như thế này. Bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé. Cái này ngọt đúng khẩu vị của mình và chắc chắn là về nhà mình sẽ thử làm món này. Vừa rồi thì Quang Hùng vừa được nghe giới thiệu những hoạt động giải trí trên tàu và đặc biệt ấn tượng với biểu diễn âm nhạc dân tộc, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hãy cùng Quang Hùng thưởng thức nhé. Thú vị khi không chỉ được ăn ngon mà càng thêm hứng khởi khi dùng bữa bên khung cảnh thiên nhiên lãng mạn với những chương trình ca nhạc, hòa tấu âm nhạc dân tộc, khiến chúng ta có thể hoàn toàn thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên tuyệt vời. Sài Gòn mênh mông sông nước với những ánh đèn lung linh và cảm giác bền bồng trên sông nước quả thực rất là tuyệt vời, dường như quên hết mọi ưu phiền sau một ngày làm việc mệt mỏi, tưởng chừng rất khó khăn nhưng hoàn toàn có thể với Sài Gòn thức.